Kính chào quý vị và các bạn, Cẩm Tú và Matt rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thái Nguyên Corner. Quý vị và các bạn có thể thấy trên tay tôi đây là một nắm lá cẩm, còn tôi thì đang có một đoạn ống tre. Và khi lá cẩm kết hợp với thân cây tre sẽ tạo ra một món cơm vô cùng nổi tiếng của người dân ở Định Hóa, đó chính là món cơm lam. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách thức mà người dân nơi đây làm ra món cơm lam này. Cơm lam là một món ăn giản dị của người dân Định Hóa. Giản dị bởi vì nó gắn với những con suối nơi đầu nguồn, với nương lúa bên sườn đồi, những vạt rừng che lúa xanh ngút ngàn của vùng đất ATK một thuở. Đồng bào Thái, Mường, Tày, Nùng khi xưa, khi phát minh ra món cơm lam là để chỉ cần mang gạo lên rừng mà cũng có cơm ăn. Nhưng không thể nghĩ rằng ngày nay cơm lam đã trở thành một món ăn độc đáo và hấp dẫn mọi người như vậy. Chúng tôi được chị Hứa Thị Thêu, một người chuyên nấu cơm lam bán cho khách du lịch, chỉ cho cách làm món ẩm thực độc đáo này. Đầu tiên, chị đưa chúng tôi lên rừng, chặt những ống nứa hoặc ống tre non để làm dụng cụ đựng cơm. Những ống tre này phải còn tươi để khi lam chỉ cháy được ở phần ngoài và nước ngọt của cây ngấm vào gạo. Loại nứa hoặc tre này, mỗi cây chỉ chặt được từ 3 đến 4 ống, mỗi ống dài độ 30cm. Hôm nay chúng ta sẽ học cách làm món cơm lam, và đây là gạo để làm món ăn này. Có rất nhiều loại gạo, nhưng chỉ có một loại gạo đặc biệt mới được sử dụng. Vậy đây là loại gạo gì hả chị? Gạo này mình trồng vào vụ nào? Loại gạo làm cơm lam này là gạo phải chọn gạo là nếp cái hoa vàng. Gạo này thì mình cấy tháng 6 thì tháng 10 mới được thu hoạch. Khi mà mình thu hoạch về thì phải bảo quản là còn để trong thóc. Khi làm đến đâu thì mình mang đi sát đến đấy. Một năm thì có bao nhiêu vụ thu hoạch cái gạo này ạ? Một năm thì là cái nếp cái hoa vàng là một năm nó chỉ có một vụ thôi. Khi mình cấy là để làm cái cơm lam này mình phải cấy nhiều. Nhà gia đình nhà chị thì cấy 4 đến 5 sào. Ngoài ống nứa non, gạo nếp cái hoa vàng thì một nguyên liệu không thể thiếu khác đó chính là lá cẩm. Đến với ATK Định Hóa, chúng ta dễ dàng bắt gặp loại lá này mọc đầy trong vườn nhà. Lá cẩm rửa sạch, đem luộc với nước để lấy phần nước có màu đỏ tím sẫm rồi để nguội. Sau khi gạo vò sạch xong thì là đổ vào cái nước lá cây cẩm đun là nó ra màu tím này. Mình sẽ ngâm như thế này trong bao nhiêu lâu hả chị? Ngâm khoảng 2 tiếng. À, thì là nó ngấm hết cái nước màu tím này vào hạt gạo đi. Gạo sau khi mà mình vò sạch ý, thì là vừa ngâm mấy nước lá cây cẩm luôn ý, sau 2 tiếng mình vớt lên là nó ra màu tím đẹp như này. À vâng, rất đặc trưng phải không chị? Bây giờ mình vớt gạo sắp ấy như này rồi nhá, xong bắt đầu mình mới cho vào ống. Vâng. Ống như này mình cho vào ống thì xong lại đổ nước vào. Mình sẽ cho với một cái lượng như nào hả chị? Ống nó dài như này thì mình cho khoảng tầm đến đây, để lại khoảng tầm 2 phân. Vâng. Thì để mình lá chuối. Vâng. Chứ cho đầy khi mà mình nướng nó lại nở lên. Vâng.
gạo vào ống xong thì mình lại đổ cái nước lá cẩm mình đun, lại đổ lại vào. Đổ với một lượng bao nhiêu hả chị? Một lượng là gạo đến đâu là nước ngập. Ôi, một tí đã thấy ngập. À, không, nó còn trôi xuống đây. Gấp như này này, xong bắt đầu gấp như này vào. Đấy, gấp, cuốn chặt vào. Cuốn chặt vào, nút to là nó vừa ống nào là mình nút ống đấy. Như ống, cái nút này là vừa mới ống to này. Nút vào đây. Đấy, thế là xong, ống. Khi công đoạn chuẩn bị xong xuôi, một đống lửa lớn sẽ được đốt lên, cho thật đượm, sau đó đặt lên trên một chiếc kiềng và xếp các ống cơm lam xung quanh. Khi đưa ống lam vào bếp nướng trên bếp, vỏ nứa còn xanh mướt. Khi cơm lam chín, vỏ nứa cũng chuyển màu. Đống lửa to hay nhỏ sẽ khiến thời gian làm cơm lam chín nhanh hay chậm. Dưới bàn tay khéo léo của những người phụ nữ, ống cơm lam được xoay trở đều, hạt cơm bên trong sẽ chín đều hơn. Sau đó, đợi cho ống lam bớt nóng, chúng ta sẽ róc hết lớp vỏ cháy bên ngoài, tước bỏ phần ống nứa để lộ ra phần cơm bên trong thơm dẻo, vô cùng hấp dẫn. Sau bao nhiêu công đoạn vất vả này, chị em mình làm ra được cái ống lam như này này. Vâng. Thế bây giờ mời em thưởng thức cơm lam. Vâng, em xin chị. Quê chị ATK Định Hóa. Vâng. Sau khoảng 3 giờ rất là vất vả, bây giờ chúng tôi đã có thể thưởng thức thành quả. Món cơm lam sẽ rất ngon khi mà chúng ta dùng với muối vừng. Cơm rất ngon, rất dẻo, hương vị thì tuyệt vời. Hôm nay thực sự là một ngày trải nghiệm khó quên của tôi. Trời thì nắng nóng, chúng tôi vất vả suốt 3 giờ đồng hồ và giờ là được thưởng thức thành quả. Và nếu quý vị và các bạn có dịp đến mảnh đất Phú Đình, huyện Định Hóa thì đừng bỏ qua món đặc sản này nhé.